Chào mừng các bạn đã đến với bản tin showbiz 24 giờ trên kênh ống kính hậu chứ. Hôm qua ngày 17 tháng 1, Trấn Thành bất ngờ có buổi livestream dài khoảng 15 phút để tâm sự cùng khán giả. Tại đây, nam MC có chia sẻ về loạt vấn đề như MV mới của Harry Won, những câu chuyện hài hước trong cuộc sống. Đáng chú ý nhất phải kể đến việc Trấn Thành bức xúc chỉ trích loạt người dùng TikTok. Theo đó, Trấn Thành rất bức xúc vì phim của anh bị một vài khán giả cắt xén, đăng tải ngược lên TikTok để câu view. Anh cho biết việc này ảnh hưởng rất nhiều đến phim và khiến cho người làm phim gặp tổn thất. Nam MC bức xúc nói, phim hẻm cục của tôi chưa kịp phát gì là mấy bạn đã phát lên TikTok rồi. Mấy bạn ơi, cho Thành năn nỉ nè, coi như tôi năn nỉ mọi người đừng có làm vậy tội nghiệp tôi lắm. Một bộ phim hay là do nó bí ẩn, các bạn phải xem nguyên một tập mới thấy hay. Nhiều khi cứ lấy nội dung cắt ra clip 1-2 phút rồi đăng lên đó tôi buồn ghê. Anh nói thêm, làm phim kiểu này mai mốt không dám làm nữa. Thiệt, làm phim mà phát hết trơn của người ta, mọi người phải nhắc nhau chứ. Mà thấy đăng lên mọi người đừng xem, vì có 3 phút thôi xem làm gì. Mình hãy đợi bản full để xem. Tôi lên thấy đầy hết trơn mà tôi buồn. Nguyên ngày hôm qua tôi không ăn uống. Dưới phần bình luận, khán giả cũng tỏ vẻ đồng tình với Trấn Thành trước vấn nạn spoil này. Rất nhiều lần, các khán giả thiếu ý thức đã đăng tải những clip nhằm chia sẻ trước nội dung quan trọng của phim. Câu view khiến người làm phim cũng như người xem khó chịu. Trước đó khi Bố Già ra mắt, mạng xã hội cũng xuất hiện một loạt clip chia sẻ về đoạn kết của phim khiến công chúng không khỏi phẫn nộ. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhận được một bức thư vào ngày 16 tháng 1 trong hòm thư điện tử từ một người lạ. Anh không biết bạn đó tên gì, là ai? Nam MC cười nói, tôi không hiểu bạn ấy suy nghĩ, tâm lý gì, lấy lý do gì tự dưng mượn người ta 500 triệu trong 2 năm, sao trả? Các bạn thấy có ngang ngược không? Không quen, không biết, không hiểu là ai mà tự nhiên mail cho tôi, nói tôi cho mượn 500 triệu đi, 2 năm sau trả. Tôi nói trên đời này có nhiều chuyện khôi hài thật. Giờ các bạn đang ngồi ở nhà, tự nhiên có người xông vô hỏi vay các bạn như vậy, rồi các bạn đưa cho người ta đi, thì tôi mắc cười dễ sợ. Bên cạnh đó, vừa qua Harry Won chính thức trở lại làng nhạc Việt với MV Hoang Phí Xuân Thì, khiến nhân tình đứng ngồi không yên. Thoát khỏi phong cách thời trang sang chảnh, Harry Won vào vai xuất sắc với vẻ lam lũ và tảo tần, cho thấy tinh thần lan xả và sự đổi khác trong các cảnh quay dầm mưa ban đêm, đạp xe chở vai chai, lượm rác. Sự đầu tư về nghệ thuật của bà xã Trấn Thành làm cho fan cô nàng được một phen nở mày nở mặt. Cuối livestream, Trấn Thành cũng rất chiều lòng fan khi một bạn yêu cầu hát lời ca khúc mới của bà xã. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin showbiz 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.